Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập năm 51 Xin mời mở bản kinh ra Phần khoa chú Nguyễn Trung Phần khoa chú Nguyễn Trung trang 70 Phẩm thứ bảy lợi ích cả kẻ còn người mất Mời xem kinh văn Nhĩ thời địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Bạch Phật Ngôn Thế Tôn Ngã quán thị diêm phù đề chúng sanh Cử tâm động niệm Vô phi thị tội Thoát hoạch thiện lợi Đa thoái sơ tâm Nhược ngộ ác duyên Niệm niệm tăng ít Thị đẳng bối nhân Như lữ nê đồ Phụ ư trọng thạch Tiệm khốn tiệm trọng Túc bộ thâm thúy Chúng ta xem đoạn này Đoạn này Cũng là phần quan trọng Trong bộ kinh này Đặc biệt hiện nay Là tháng 7 Dân gian đều biết về những pháp sự siêu độ này pháp sự siêu độ là bắt nguồn từ đâu căn cứ vào lý luận nào ở trong đoạn kinh văn này cũng sẽ nói cho chúng ta biết rất rõ ràng vừa mở đầu bản kinh là Bồ Tát Địa Tạng Đã nói một đoạn Giới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đây là những tình trạng sự thật Mà Ngài nhìn thấy ở thế gian Trong khi độ hóa chúng sanh Diêm phù chúng sanh Đây là nói địa cầu này của chúng ta cử tâm động niệm chính là khởi tâm động niệm khởi tâm động niệm không chi là không phải tội bồ tát địa tạng nói câu này có hơi quá hay không chúng ta hãy nghiêm túc bình lặng mà tư duy xem khởi tâm động niệm có phải là tội hay không phật nói ra bộ kinh này bộ kinh này là nói ở trên hội phương đẳng vào thời đó ba nghìn năm trước bồ tát nói câu nói này thực sự sẽ khiến chúng ta hoài nghi nếu như nói câu này ở thế gian ở thời hiện đại thì chúng ta sẽ rất đồng ý thực sự là khởi tâm động niệm không gì là không phải tội thế nhưng ý của bồ tát rất sâu Vì sao chị? Khởi tâm động niệm chính là tội Lời này nói ra rất khó hiểu Ở trên quả địa như Lai Ở pháp thân đại sĩ Phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân Chúng ta gọi là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo các ngài có còn khởi tâm động niệm hay không không còn ý nghĩa này nếu các chị nghe hiểu thì bạn sẽ hiểu được khởi tâm động niệm liền rơi vào trong thập pháp giới cho nên tiêu chuẩn về tội ngài đặt rất cao Tiêu chuẩn đó là ranh giới giữa nhất chân pháp giới và thập pháp giới. Nếu bạn rơi vào thập pháp giới, như vậy là bạn có tội rồi. Thành văn duyên giác Bồ Tát và Phật, Phật thông giáo, Phật tạng giáo ở trong thập pháp giới. Cho nên khởi tâm động niệm là gì? Là đã biến chân tâm, chân tánh của bạn thành thức rồi. Tiêu chuẩn tu hành ở trong tông pháp tướng là chuyển thức thành trí chuyển tám thức thành bốn trí khởi tâm động niệm là chuyển bốn trí thành tám thức rồi đây là tội đây là nói từ trên tiêu chuẩn này tiêu chuẩn của thế gian chúng ta ngày nay thì thấp hơn nữa rồi tiêu chuẩn của thế gian ngày nay là gì là tiêu chuẩn của ba đường ác khi khởi tâm động niệm đều là tội nghiệp của ba đường ác đương nhiên ý này của bồ tát địa tạng thật sự là chỉ tiêu chuẩn của ba đường ác thật sự là chỉ cho điều này là phân biệt chấp trước nghiêm trọng phân biệt chấp trước ở trong thập pháp giới rất mỏng rất thưa thớt còn phân biệt chấp trước ở trong lục đạo là nghiêm trọng nhất là chúng sanh trong đường ác phật ở trên kinh đại thừa nói cho chúng ta biết nghiệp nhân của thập pháp giới đây là điều mà người thật sự muốn học phật nhất định phải hiểu cho thật rõ ràng thật minh bạch thường xuyên dùng những lời giáo huấn này của phật đà để trắc nghiệm mình xem xem công phu của chúng ta có đắc lực hay không chúng ta tu học có gì lệch lạc hay không có gì sai lầm không Dùng những lời giáo huấn này để kiểm điểm Để khảo sát Giống như đọc sách vậy Phải thường xuyên kiểm tra xem Thành tích của mình Phật nói cho chúng ta biết Nghiệp nhân của thập pháp giới Đương nhiên nghiệp nhân này vô cùng phức tạp Ở trong phức tạp Luôn luôn có một nhân tố quan trọng nhất chúng ta gọi là nhân tố đứng đầu phật nói cho chúng ta biết nhân tố đứng đầu ở trong thập pháp giới này nhân tố đứng đầu để phật thành phật là bình đẳng phật là tâm bình đẳng nhìn chúng sanh bình đẳng nếu như có phân biệt thì không bình đẳng rồi cho nên phật nhìn tận hư không khắp pháp giới tuyệt đối không có phân biệt đó là một thể tâm bình đẳng là nhân tố đứng đầu để thành phật tâm bồ tát là tâm lục độ khởi tâm động niệm có thể tương ưng với lục độ thì người này là bồ tát tâm duyên giác là mười hai nhân duyên niệm niệm tương ưng với mười hai nhân duyên đây là bích chi phật niệm niệm tương ưng với tứ đế là thanh văn đây đều là nói nhân tố đứng đầu Niệm niệm tương ưng với thập thiện Tứ vô lượng tâm Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xã Đây là thiện đạo ở trong lục đạo Tại vì sao được sanh thiên Thập thiện thượng phẩm Và phải có đầy đủ tứ vô lượng tâm Hạ người này sanh thiên vào trong cõi người được thân người là tương ưng với ngũ giới chúng ta ngày nay được thân người là do trong đời quá khứ tu hành tương ưng với ngũ giới vậy là được thân người ba đường ác nếu như tương ưng giới tâm tham thì đây là cõi ngạ quỷ tương ưng với sân hận là cõi địa ngục tương ưng với ngu si thì là cõi súc sanh ở trong thập pháp giới trong đây còn có một cõi a tu la tu la tương đối đặc thù tu la là tu thiện cũng tu thập thiện thượng phẩm nhưng không có tứ vô lượng tâm mà là cống cao ngã mạng tâm đố kỵ rất nặng tâm háo thắng rất mạnh họ cũng tu thập thiện thượng phẩm loại người này là nhân tu la đều là tội không gì không phải là tội Chúng ta thử nghĩ Chúng ta khởi tâm động niệm Là tương ưng với cái nào Ở trong đời sống thường ngày Nếu như chúng ta thật bình lặng mà quan sát tư duy Cảm thấy mình khởi tâm động niệm Tương ưng với pháp nào Thì tương lai sẽ đi thọ sanh vào trong cõi đó Bạn đến đầu thai ở cõi nào Nói lời thành thật Không có người nào Có thể ép buộc bạn Không có Hoàn toàn là do tự mình tạo tác Tự mình cảm thọ Ở trong đây không có người khác thay bạn làm chủ tể Thượng đế cũng không thể làm chủ được Vô Diêm La cũng không thể làm chủ được Phật Bồ Tát vẫn là không thể làm chủ như thường Ai làm chủ vậy? Tự mình làm chủ Tức là bạn khởi tâm động niệm Tương ưng với Pháp nào Đây là điều chúng ta không thể không biết chúng ta nắm vững được nguyên tắc này mỗi ngày cởi tâm động niệm chính mình biết rất rõ ràng biết ý nghĩ của mình rơi vào trong cõi nào vậy người này là người giác ngộ người sáng suốt nếu như chúng ta muốn đi về cõi thiện thuần thiện chí thiện là hai đường phật bồ tát này Nếu muốn làm Phật Bồ Tát thì bạn nhất định phải tu thanh tịnh, bình đẳng giác. Dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác để tu lục độ. Khởi tâm động niệm tương ưng với cái này. Thì nơi bạn về là cõi Phật. Bạn không có đi sai đường. Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm tương ưng với tham sân si thì nơi bạn đến là ác đạo là tam đồ phật đã nói ra chân tướng của vũ trụ nhân sanh cho chúng ta biết bản thân chúng ta đi về cõi nào ngài không thể quản được ngài không có năng lực để hạn chế chúng ta cho nên trên kinh đại thừa mới nói phật tự mình nói phật không độ chúng sanh lời này là thật chứ không phải là giả chúng sanh được độ là ai độ họ vậy tự mình ngộ tự mình độ phật chỉ là làm tăng thượng duyên cho bạn mà thôi cho nên phật pháp là sư đạo phật bồ tát là lão sư của chúng ta là giống như thầy ở trong trường thế gian vậy thầy có thể dạy cho chúng ta giảng những đạo lý này cho chúng ta nghe chúng ta hiểu rõ rồi giác ngộ rồi dạy cho chúng ta phương pháp chúng ta phải tự mình làm mới có thể được thành tích tốt cho nên thành tích tốt hay xấu không có liên quan gì đến thầy cả. Lão sư có từ bi đi nữa, yêu thương chúng ta đi nữa cũng không thể nâng cao thành tích của chúng ta lên được. Phải dựa vào sự nỗ lực của mình. Cùng một đạo lý như vậy, chúng ta học Phật, tương lai muốn đến pháp giới nào? Muốn được kết quả ra làm sao? hoàn toàn phải dựa vào chính mình cho nên sự khác biệt giữa người học phật với người không học phật là rất lớn người không học phật không hiểu rõ đạo lý này không biết cách tu như thế nào làm nhiều việc thiện đây là việc mà hầu hết người thế gian hiện nay rất tôn sùng nhà đại từ thiện làm nhiều việc thiện. Nếu như làm nhiều việc thiện cộng thêm cái tâm háo thắng. Muốn có danh. Ở trong xã hội họ muốn có địa vị. Muốn mọi người tôn trọng họ, khen ngợi họ. Nếu có ý nghĩ này ở trong đó Thì chúng ta biết Quả báo của họ là ở cõi Atula Xem phước họ tu lớn hay nhỏ Nếu phước lớn thì làm Atula ở cõi trời Thấp hơn một bậc thì làm Atula ở cõi người Thấp hơn nữa là Atula trong cõi ngạ quỷ súc sanh cho nên chỉ có tiếp nhận lời giáo huấn của phật biết được những chân tướng sự thật này đoạn ác tu thiện và không chấp trước tâm địa bình an điều hòa dùng cách nói của người hiện nay là vĩnh viễn duy trì ở biên độ thấp như vậy mới tốt hướng bạn đi là bồ tát đạo phật bồ tát đối với bất kỳ người nào cũng khiêm tốn cung kính khiêm tốn cung kính đối với người thiện và cũng khiêm tốn cung kính đối với người ác đạo lý này chúng ta nhất định phải biết Gần đây chúng ta đang học tập Hoa Nghiêm Bộ kinh lớn này có thể nói là Đã nói tận hư không khắp pháp giới rồi Hết thảy Tất cả loài chúng sanh Không bỏ sót loài nào Đến phần cuối cùng của Kinh Phật quy kết Về Thập Đại Nguyện Dương Tổng kết thành 10 cương lĩnh Cho nên triển khai Thập Đại Nguyện Dương Chính là toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm kinh hoa nghiêm cô động đến cuối cùng chính là thập đại nguyện dương cho nên nếu bạn chân thật hiểu nghĩa thú và phương pháp tu học chứa đựng trong mười nguyện mà bạn không hiểu toàn bộ kinh hoa nghiêm thì làm sao bạn có thể biết được làm sao bạn biết tu học đó là tổng cương mục nhưng tổng cương mục này nếu chúng ta đơn giản hóa nó nữa chúng tôi đưa ra hai mươi chữ chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi nhìn thấu buông xả tự tại tùy duyên niệm phật các chị thử nghĩ xem Hai mươi chữ này có tương ưng Với thập đại nguyện dương hay không? Sau đó chúng ta tu hành dũng công Mới thật sự nắm vững được yếu lĩnh Chúng ta tu là cái gì? Khởi tâm động niệm tương ưng với hai mươi chữ này những ý nghĩ nào không tương ưng thấy đều điều chỉnh trở lại niệm niệm đều tương ưng vì chúng ta biết hướng chúng ta đi là bồ tát đạo rồi hướng chúng ta đi là con đường thành phật hoa nghiêm đến cuối cùng quy kết về tây phương tịnh độ thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc hai mươi chữ này của chúng ta cuối cùng là quy kết về niệm phật cho nên ở trong pháp hành càng đơn giản thì càng thuận tiện giải phải sâu rộng phát hành phải chuyên nhất thì công phu mới đắc lực hiện nay có rất nhiều đồng tu người tu hành tốt thường hay nói với tôi là công phu không đắc lực rất muốn được công phu đắc lực tại vì sao công phu không đắc lực vậy bạn phải biết nguyên nhân nhân tố không đắc lực chính là chúng ta khởi tâm động niệm không tương ưng Vẫn cứ là Tham sân si mạng Thì làm sao mà tương ưng được chứ Đạo lý là ở chỗ này Nguyên nhân là ở chỗ này Ở đây mấy câu nói Ở phía sau của Bồ Tát nói rất hay Thoát hoạch thiện lợi Đa thoái sơ tâm thoát là thoát khỏi khổ ba đường ác bồ tát giáo hóa chúng sanh ở trong lục đạo các vị nên biết giáo hóa chúng sanh ở trong đường ác đều gọi là địa tạng bồ tát bồ tát quan âm vào ác đạo giáo hóa chúng sanh bồ tát văn thù vào trong ác đạo giáo hóa chúng sanh thì đều gọi là Bồ Tát Địa Tạng Cho nên danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng Hoàn toàn không phải chuyên chỉ cho một người nào Người học Phật chúng ta hiện nay là rất chấp trước Bồ Tát Địa Tạng nhất định không phải là Bồ Tát Quan Âm Là giống như thầy giáo trong trường học chúng ta vậy Thầy này dạy quốc văn Thầy quốc văn tuyệt đối không phải là thầy anh văn đâu biết được ở trong lớp này thầy dạy quốc văn còn dạy thêm anh văn ở lớp bên cạnh nữa chúng ta hiểu sai rồi cho nên nếu bạn thật sự thông đạt hiểu rõ biết là chỉ một người nhưng có đủ hàm cấp danh hiệu của hết thảy bồ tát hết thảy bồ tát đều là họ họ ở trong trường hợp nào thì chúng ta liền xưng gọi họ là bồ tát trong trường hợp đó Chư Phật Như Lai cũng là như vậy Đây là nói Ngài giáo hóa những chúng sanh này Ở trong ba đường ác Khó khăn lắm mới khiến cho họ tỉnh ngộ trở lại Loại tỉnh ngộ này Một loại là Do phương tiện thiện xảo trong việc dạy học Của Bồ Tát còn một loại khác nữa là do chúng sanh có thiện căn. Nếu như không có thiện căn thì Bồ Tát đối với họ cũng đành bó tay. Nói như thế nào họ cũng không tin, họ không thể tiếp nhận, họ còn bài xích. Người có thiện căn, bạn vừa nói ra, họ nghe xong đồng ý, cảm thấy có đạo lý họ tin bạn. Người thiện căn sâu dày, họ có thể y giáo phụng hành. Cho nên nhất định phải có thiện căn. Bồ Tát độ chúng sanh ở trong ác đạo đều là người thiện căn rất sâu dày. Những người này quay đầu hướng thiện, một niệm tâm quay đầu như vậy liền thoát khỏi ác đạo, lìa khỏi ác đạo phần lớn là đến cõi trời người. Đến cõi nhân gian nhiều Còn về cõi trời là thiểu số Giả lại về cõi trời Phần lớn là về trời tứ vương Và trời đau lợi Sanh về cõi nhân thiên Đây là việc thiện lợi Họ đạt được thiện lợi rồi Nhưng sau khi vừa sanh về nhân thiên lại thối tâm, thối chuyển Lại mê hoặc rồi Không những mê hoặc Nhược ngộ ác duyên niệm niệm tăng ít Ít là nhiều thêm Chúng ta thử xem hoàn cảnh xã hội hiện nay Những gì mà sáu căn tiếp xúc Đều là ác duyên Mình từ vô thủy kiếp đến nay Tập khí viền não rất nặng Là nhìn thấy bên ngoài Đủ thứ ác duyên cám dỗ này Niệm niệm tăng ít Chính là lại tạo tội nghiệp rồi Mấy câu nói này Thật sự là Miêu tả Một cách tương tận Hiện tượng xã hội hiện nay của chúng ta Miêu tả quá rõ ràng Quá minh bạch Bản thân chúng ta sống ở trong hoàn cảnh này Mà không biết Cho nên mấy câu kinh văn này chúng ta phải đặc biệt nhớ kỹ nó từng giây từng phút nghĩ đến lời giáo huấn của bồ tát chúng ta thực sự là sống trong hoàn cảnh này nếu như không có sự cảnh giác cao độ tuy đời này duyên rất thù thắng được thân người gặp được phật pháp tuy duyên thù thắng nhưng quả báo tương lai không thù thắng e rằng vẫn phải bị đọa tam đồ trở lại muốn được thân người cũng không chắc lắm nếu bạn muốn đời sau được thân người bạn thử nghĩ xem bạn có làm được ngũ giới thập thiện hay không Ngũ giới thập thiện Tự mình bình lặng khách quan mà quan sát Ngũ giới thập thiện chúng ta Có thể đạt được 80 điểm Thì đời sau được thân người là không có vấn đề gì Nếu như ngũ giới thập thiện Có thể đạt được trọn vẹn thì đời sau nhất định sẽ sanh thiên. Nếu như ngũ giới thập thiện ngay cả 50 điểm cũng không đạt được, thế thì nguy hiểm rồi. Đi vào ba đường ác rồi. Hầu hết người thế gian chúng ta nói con người chết rồi đi làm quỷ. Ở trong lục đạo tại vì sao người chết nhất định sẽ làm quỷ vậy? tại vì sao không nói người chết rồi sẽ trở lại làm người người chết rồi sẽ sanh thiên vì sao không nói như vậy mọi người đều khẳng định người chết rồi đi làm quỷ cách nói này cũng không phải không có đạo lý còn hỡi quỷ tâm tham nặng tâm đố kỵ nặng chúng ta thử xem có người nào không có tâm tham khởi tâm động niệm đều là tham người thế gian ham muốn ngũ dục lục trần thế gian hiện nay đặc biệt là tham tiền của người học phật trong đó vẫn có tham tham phật pháp các vị nên biết tham phật pháp vẫn phải biến thành ngạ quỷ không phải nói chúng ta đổi đối tượng của tham một chút là được không được phật là dạy chúng ta đoạn tâm tham chứ không phải dạy chúng ta đổi đối tượng tham tham phật pháp vẫn phải biến thành ngạ quỷ chỉ là tương đối có chút phước báo ở trong cõi quỷ mà thôi lý sự đều phải sáng tỏ đều phải hiểu rõ sau đó mới biết mình hiện nay đời này là đi về cõi nào đoạn này dưới đây là thí dụ thị đẳng bối nhân chính là chỉ những chúng sanh tạo tác tội nghiệp này đời trước tiếp nhận lời giáo huấn của phật bồ tát vừa chuyển qua đời này thì đã quên hết sạch sẽ chuyện đời trước rồi trong đời này chưa chắc có thể gặp được pháp duyên chưa chắc có thể tiếp tục tu học tiếp được phần lớn đều là thói chuyển cho nên những người này như lữ nê đồ phụ ư trọng thạch đây là nêu ra thí dụ nói những người này giống như là đang đi trong đầm lầy vậy việc đó rất đáng sợ rất nguy hiểm nếu không cẩn thận sẽ lúng sâu dưới dũng lầy không những đi vào đường nguy hiểm Mà còn mang thêm đá nặng Hay nói cách khác Là càng đọa lạc nhân thêm Tiệm khốn tiệm trọng Túc bộ thâm thúy Đây là sau khi Rơi xuống bạn không có cách gì thoát ra được rơi vào trong dũng lầy chúng ta biết điều này vô cùng nguy hiểm bởi vì rơi vào trong dũng lầy thì không thể nhúc nhích được còn đáng sợ hơn bị rơi xuống nước ở dưới nước bạn có thể bơi được động đậy được còn ở trong dũng lầy thì không thể nhúc nhích được rồi Nhược đắc ngộ tri thức Thế giữ giảm phụ Hoặc toàn giữ phụ Thị tri thức hữu đại lực cố Phục tương phù trợ Biến lệnh lao cước Nhược đạt bình địa Tu tỉnh ác lộ vô tái kinh lịch Từ thí dụ này chúng ta quay lại bàn luận sự việc nếu như người này họ có duyên gặp được thiện tri thức tri thức mà chỗ này nói chính là bồ tát có duyên gặp được phật bồ tát phật bồ tát giúp đỡ bạn điều này là nói từ thí dụ hoặc là giúp đỡ bạn giảm bớt gánh nặng cho bạn hoặc là hoàn toàn đón nhận hết gánh nặng của bạn đây đều là thí dụ nói vị tri thức này có sức rất khỏe mạnh Họ có năng lực Có sức mạnh này Sức rất khỏe mạnh là chỉ cái gì? Trong Phật Pháp gọi là ngũ căng, ngũ lực Tính tấn niệm định huệ Thiện tri thức là người có sức rất khỏe mạnh này Đến hướng dẫn cho bạn, giúp đỡ bạn khuyến lệnh lao cước khuyên bạn đứng vững điều kiện để gặp thiện tri thức chính là có thiện tâm thiện niệm trong phật pháp đại thừa thường nói trong cửa Phật không bỏ một ai Cho nên nếu thiện tâm thiện niệm Sanh khởi lên Thì có thể cảm động Phật Bồ Tát Cảm ứng đạo giao Không thể nghĩ bài Lao cướp là tỷ dụ cho thiện tâm không thối chuyển chính là chân của bạn đứng vững vàng nhược đạt bình địa bình địa chính là siêu sanh là tỷ dụ cho hai cõi nhân thiên Đại sư Thiên Thai Giảng giải cho chúng ta biết Thập Pháp Giới Ngài nói rất khéo léo tài tình Triển khai Thập Pháp Giới Thành một trăm Pháp Giới Trong mỗi một Pháp Giới Đều có đầy đủ mười Pháp Giới cho nên gọi là bách giới trong kinh pháp hoa nói mỗi pháp giới có thập như thị trăm pháp giới có nghìn như thị tông thiên thai gọi là trăm pháp giới nghìn như thị bách giới thiên như là nói chân tướng của vũ trụ dân sanh Chúng ta ngày nay ở Pháp giới người Trong Pháp giới người có 10 Pháp giới Như lời Phật dạy Chúng ta khởi tâm động niệm Tương ưng với tự tánh bình đẳng Thì chúng ta chính là Pháp giới Phật Khởi tâm động niệm Tương ưng với lục độ Thì chúng ta chính là Pháp giới Bồ Tát cho nên khởi tâm động niệm Đều là tham sân si mạng Đây là pháp giới của ba đường ác Tuy hiện nay chúng ta vẫn còn ở cõi người Nhưng việc bạn tạo tác là nghiệp nhân của ba đường ác Tương lai nhất định sẽ vào ba đường ác Điều này là giống như chúng ta hiện nay Đã bị rơi vào trong dũng bùn vậy Gặp được thiện tri thức Gặp được Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát nói ra chân tướng sự thật này Chúng ta giác ngộ rồi Giác ngộ rồi thì nhanh chóng quay đầu Chân bước vững vàng Khởi tâm động niệm Tất cả tạo tác Nhất định phải tương ưng với ngũ giới thập thiện Tứ vô lượng tâm Đây chính là chân vững vàng Đây chính là Đi trên đất bằng phẳng Hai câu nói sau cùng này nói rất hay Tu tỉnh ác lộ vô tái kinh lịch Ác lộ là con đường đi đến cõi ác chính là tham sân si mạng đây là con đường đi đến cõi ác không nên đi lại nữa nếu đi lại nữa thì không ai có thể giúp được Khởi tâm động niệm Có thể tương ưng với A-di-đà Phật Đây là con đường thành Phật Làm thế nào mới có thể tương ưng với A-di-đà Phật? Dùng tâm bình đẳng Niệm câu Phật hiệu này là tương ưng ngay Tâm bình đẳng chính là tâm thanh tịnh cho nên đường chủ của niệm phật đường thường hay nhắc nhở mọi người buông xả vạn duyên buông xả thân tâm thế giới xuống trong thế gian này người tốt cũng có người xấu cũng có tất cả đều không liên quan gì đến ta ta thấy được như mù nghe cũng như điếc chỉ dùng một tâm thanh tịnh bình đẳng để niệm a di đà phật như vậy thì con đường bạn đi là con đường thành phật nhất định không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng thì bạn sẽ thành công kinh hoa nghiêm thật sự là pháp bảo vô thượng chúng ta xem thấy trong kinh hoa nghiêm đủ thứ hiện tượng trong thế gian đều là do chư phật như lai biến hiện ra có phải là thật hay không hoàn toàn là thật không phải giả chút nào cho nên chúng ta đối với mọi người, mọi sự, mọi vật dùng tâm gì để nhìn vậy? Nhìn bằng tâm thanh tịnh, bình đẳng, tất cả đều là chư Phật, Bồ Tát thị hiện. Phàm phu chỉ có mỗi một mình ta, chỉ một mình ta là phàm phu. Lời nói này rất có đạo lý. khẳng định là chư phật như lai thị hiện tại vì sao có thể khẳng định như vậy trên hoa nghiêm nói duy tâm sở hiện tâm chính là chân như bổn tánh tâm chính là pháp thân viên mãn trên kinh mọi người thường hay đọc niệm là thanh tịnh pháp thân thanh tịnh pháp thân biến hiện ra cảnh giới đây chính là chư phật như lai ứng hóa cần dùng thân gì độ được các ngài liền hiện thân đó cho nên hết thảy thị hiện là để độ mỗi một bình ta đến khi nào ta hiểu rõ giác ngộ trở lại rồi nhìn thấy chúng sanh trên đại địa thấy đều là chư phật như lai như vậy thì mình thành phật rồi mắt phật nhìn tất cả chúng sanh đều là phật mắt bồ tát nhìn chúng sanh đều là bồ tát mắt phàm phu nhìn chư phật bồ tát đều là phàm phu trong hoa nghiêm nói một tức tất cả tất cả tức một bạn hôm nay khởi lên ý nghĩ gì thì bạn chính là ở pháp giới đó chúng ta hiểu rõ đạo lý này hiểu rõ sự thật này mới biết được mình cần phải tu như thế nào làm thế nào để thành tựu bồ đề vô thượng của chính mình đây là phương pháp tuyệt diệu để tu hành chứng quả khiến cho chính mình ở trong tất cả cảnh duyên chân thật thành tựu tâm thanh tịnh chân thật thành tựu bình đẳng giác cho nên đủ dạng thể hiện đủ thứ tạo tác của tất cả chúng sanh chúng ta không nên để ở trong tâm nên phải biết mình cần phải làm như thế nào chúng ta nên biết đủ dạng thị hiện đều là để độ chính mình đều là khiến cho cái tâm này của mình bình ổn lại ở trong tất cả cảnh giới chúng ta nhìn thấy bất bình thế là chính chúng ta vẫn còn phiền não vẫn còn tập khí vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước là lỗi ở chính mình tất cả mọi cảnh duyên sau khi chúng ta tiếp xúc rồi tâm là bình lặng Không có vọng tưởng phân biệt chấp trước vào lúc này Bạn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài Sẽ sanh trí huệ Thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền Tu tỉnh ác lộ vô tái kinh lịch Tám chữ này là hết lòng, hết dạ rồi Chúng ta cần phải thể hội cho được Xem tiếp Kinh Văn dưới đây Thế Tùng tập ác chúng sanh Tùng tim hào gian tiện chí vô lượng Tập là tập tánh người bình thường chúng ta gọi là thói quen tập khí từ vô thủy kiếp đến nay tập khí ác nhiều còn tập khí thiện thì ít nếu như tập khí thiện nhiều họ khởi tâm động niệm tất cả tạo tác tự nhiên sẽ tương ưng với thiện tại vì sao tất cả tạo tác của chúng ta tương ương với ác vậy là tập khí ác quá nặng khởi tâm động niệm tùng tim hào gian tiện chí vô lượng đây là bị duyên ác bên ngoài ảnh hưởng Trong chú giải của Ngài cũng chú giải rất hay Ác tập là chỉ cho hạt giống Tập ác là chỉ cho hiện hành Cách nói này cũng rất hay Trong chúng ta có hạt giống ác tập Tập khí từ vô thủy kiếp đến nay Gặp phải duyên ác bên ngoài Họ liền khởi hiện hành ngay Khởi hiện hành liền tạo vô lượng vô biên tội nghiệp Sự việc này vô cùng đáng sợ Cho nên đọa lạc vào trong tam độ ác đạo Thì không dễ gì thoát ra được cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo trăm phật quốc Nguyện cả thảy chúng sanh Đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật